Xin chào anh Dũng ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test con âm ly karaoke của Pioneer với tên mã là SAV20, 2 la mã, trước khi giao hàng cho anh. Đây, mình sẽ test đầy đủ các nút chức năng. Đầu tiên đây là volume tổng, bên cạnh thì sẽ là volume nhạc. Đây, mình sẽ test về phần nhạc cho anh nghe trước. Đây, ba lăng. Đây, đây là loa trái. Đây là loa phải. Đây là lúc được điều chỉnh là giải bass và giải treble. Bass và treble. Đây, mình sẽ mở giải bass lên. Đây, mình sẽ mở và giải treble. Đây, mình mở giải bass và treble lên. Đây, mình đang chơi với cặp loa của bố. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một tiếng gió mưa nhì. Đây, số sơ ri của sản phẩm. Nơi đâu ta vẫn vào tim nhau trong mê biết nói sao. Đây, cách cắm chơi. Từ đó chung cách cắm dây và đó là rất là đơn giản. Bây giờ Nhật sẽ test về khả năng hát karaoke của sản phẩm luôn. Cảm ơn anh Dũng ở quận 9 đã ủng hộ Nhật Audio. Bây giờ Nhật cũng sẽ bắt đầu đóng thùng lại rồi gọi xe ráp giao hàng cho anh. Rồi, ok, chào anh.